lương truyền tổ tích sánh văn minh, xin mượn cung đàn quà giải diện, gửi cuộc đời bài học nghĩa nhân, hương lửa đang nồng đoạn ái ân, con còn thơ dại giặc xâm lăng, đại cồ diệt ngàn cân treo chỉ, dân Nga Thái hậu giữ cơ đồ. Dạ, các ba. Điều chi? Lửa bốc cao trên núi cánh diều, hổ quân thêm một lần mất tích. Lôi. Dạ, các ba, Điều chi? Ải kỳ cấp đang bị kẻ thù dây cuốn. Trời ơi. Quân Dương ơi, chàng có biết chân đất ngoài cổ. Sao các ngươi không nhớ lại mặt cờ tiếng trống trận thời
ban sân, thở nào vô tri giác nay đã có linh hồn, sao lại đứng lặng im không nghe chân tiếng sơn hà rung chuyển. Ta đây dẫu vẫn quần tha cam về quá lửa, nhưng ngắm nương sông trong nỗi quốc hờn, nhìn lệ thứ sôi hờn nhục nước, nên quyết cài trong sóc áo đứng lên, thề sống giáp cục quân nghịch tắc. Tôi Dương Chân Nga xin tế cáo cùng hoàng thiên hậu thổ và anh linh các vị tiên dương, còn phải chân hồn hiện sông núi đang quyển khói trầm hương, minh chứng cho hơi thở của Dương Chân Nga đang quạt cùng hơi thở của môn dân trăm họ. Đôi tay tôi thay cho triệu cánh tay người làm nên lịch sử, nâng long bào tiên đế như nâng gánh nặng sang hà. Đây là nghiệp cả của tiên dương ngàn đời sửa sạch, để chứng minh cho dòng tiên sầm, để ngàn năm rực rỡ ánh minh châu, để chứng minh hào kiệt dòng tiên sầm đời đời.